Vậy vector trong không gian chúng ta hiểu như thế nào? Anh nghe này, khái niệm vector bạn đã học chưa? Học rồi, đúng không ạ? Lớp 10 chúng ta làm việc rất nhiều rồi, cả một chương, cả một kỳ học chỉ toàn vector. Thì ngày hôm nay trong hình không gian chúng ta thì tất cả mọi định lý mà các bạn học hồi lớp 10, vector tính chất trong một mặt phẳng chúng ta vẫn giữ nguyên như thế. Chỉ là gì? Chúng ta mở rộng thêm. Ở đây các bạn học ở trong cái học kỳ 1 rồi đúng không ạ? Trong không gian thì có vô số các mặt phẳng khác nhau đúng không? Nghĩa là với mỗi một mặt phẳng thì chúng ta sẽ sinh ra các vector gì? Vector. Và chúng ta sẽ làm việc với cả cái trường hợp là trong không gian vector như thế nào. Đấy, đơn giản thế thôi. Thế bây giờ bạn ghi thầy lý thuyết như sau. Thì có vài một vài tính chất chúng ta cần phải nhớ trong không gian. Ôn lại nhá. Để chúng ta làm bài. Rồi, công thức số 1 đó là quy tắc 3 điểm. Quy tắc 3 điểm là như này nhá. Các bạn nhìn này. Ví dụ vector AB cộng với vector BC, đuôi anh này giống đầu anh kia thì bỏ anh B đi, giống nhau bỏ đi. Vậy thu gọn là A gì? AC. Ok chưa? Đây gọi là quy tắc 3 điểm trong sách giáo khoa. Thế từ đấy có một cái quy tắc gọi là thầy cái này quy tắc là thầy gọi vui là quy tắc thả điểm. Nghĩa là theo hiểu theo cái cách ngược lại ạ. Nghĩa là nếu thầy có vector AC này mà các bạn muốn biến đổi xuất hiện điểm B thì chúng ta sẽ thả điểm gì? Điểm B vào đây. Cái mũi tên này là thầy ví dụ, thầy ghi vào cho bạn dễ hiểu nhá. Cho còn cái việc là ký hiệu các bạn không ghi vào xong. Đấy chỉ ghi nhảy thôi. Đấy, ví dụ các bạn tưởng tượng là có anh B chen vào giữa đi thì sẽ tách thành AB cộng với B gì? BC. Được không ạ? Ngược lại ý nghĩa của cái công thức chính trong sách giáo khoa. Đấy, thì cái công thức này là thường chúng ta sẽ dùng những bài toán phân tích và những bài toán chứng minh. Đấy. Đây là thứ nhất nhá, quy tắc 3 điểm. Rồi. Thứ hai là hiệu giữa hai vector AB trừ AC. Đấy, thì khi nào chúng ta dùng được? Đó là chúng ta khi có hai vector chung góc, đúng không ạ? Thì ở đây công thức này sẽ được hình thành đó là bằng CB. Đấy, anh đằng sau đi với anh đằng trước. CB. Rồi. Quy tắc thứ ba đó là quy tắc hình bình hành. Thì nhớ là nếu mà có hình bình hành thì chúng ta luôn có AB cộng AC sẽ bằng đường chéo AD. Đấy, hình minh họa đây cho các bạn dễ nhớ này. Đấy, AB AC là những cạnh của hình bình hành. Thì tổng hai vector AB cộng AC sẽ bằng đường chéo AD. Đây gọi là quy tắc hình bình hành. Cái này toàn bộ những cái công thức này các bạn học lớp 10 đấy, các bạn thì nêu lại cho các bạn nhớ thôi. Đấy, lớp 10 học hết rồi. Rồi cuối cùng, đây là công thức mới này. Bởi vì lớp 11 các bạn học hình hộp, đúng không? Thì chúng ta có quy tắc hình hộp như sau. Là AB cộng AD cộng AA phẩy thì sẽ bằng AC phẩy. Hình vẽ minh họa nhá. Đây có một hình hộp này. Đây là cái này, có mỗi cái này là mới tinh thôi. Chúng ta mới học hình hộp mà. A, B, C, D. A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. À, thì các em nhìn trên hình này có 3 vector màu xanh này. Và quan trọng là 3 vector này ý nghĩa của nó như này nhá. Thứ nhất là 3 vector này đều chung gốc gì? Gốc A. Ủa, đúng không em? Đều chung gốc A. Và cạnh AB với AD ở đây lần lượt là hai cạnh của hình tứ giác dưới đáy, hai cạnh kề nhau đúng không ạ? Con anh này đóng vai trò là đường gì? Đường cao, đúng không? Hình hộp thì mình cứ hiểu là cái hình mà nó hình hộp đứng đi. Đấy, cho nó dễ hiểu, đây đường cao. Đấy, thứ nhất là chung góc này, đấy. Hoặc tóm lại là ba cái vector này nó tạo thành một cái góc tường ấy, các bạn nhìn trên hình đúng cái góc tường không ạ? Thì khi đấy tổng của ba vector này sẽ bằng vector AC phẩy. AC phẩy là vector chéo này này. Đấy. Chứng minh thì rất là dễ thôi. Nhưng mà thôi nhá, tạm thời mình không mất thời gian lại chứng minh này, các bạn nhớ luôn như thế. Chỉ trong hình hộp. Hình hộp là gì? Là một hình lăng trụ tứ giác. Ok không ạ? Có các mặt là hình hình gì? Hình bình hành. Hình hộp là to hơn hình lập phương nhá, bởi vì hình lập phương là một trường hợp đặc biệt của hình hộp nhá các em nhá. Đấy. Đấy, đây là hình hộp nhá, cái hình hộp các bạn, đây gọi là quy tắc hình hộp nhá các em. Đấy. Thì hôm nay các bạn cố gắng nhớ thầy 5 à 4 công thức này rồi.
Ngoài ra còn vài công thức nho nhỏ liên quan đến điểm M đặc biệt. Những cái điểm đặc biệt thì quý vị cho thầy chú ý này. Thứ nhất là công thức trung điểm. Các bạn nhìn này. Nếu thầy có Y là trung điểm của AB. Nhìn nhá. M là một điểm bất kỳ nằm ngoài thì chúng ta luôn có là MA cộng MB gấp 2 lần MY. Đấy. Cái này dùng rất nhiều trong bài toán biến đổi về vector trong không gian. Nhớ rồi. Tiếp theo công thức là công thức trọng tâm. Chúng ta có luôn. Ở đây thầy từ từ thầy xóa cái hình để ghi lùi sang mặt hai cho bạn dễ nhìn. Đấy, MA cộng MB bằng 2 lần MY. Công thức trọng tâm là như này nhá. Là MA cộng MB cộng MC bằng 3 lần MG. Thì các bạn nhớ là M là điểm bất kỳ, còn G là trọng tâm tam giác ABC. Đây là công thức trọng tâm cũng rất hay dùng. Đấy, thì tóm lại hôm nay các bạn cố gắng nhớ thầy từng này công thức rồi để chúng ta giải quyết bài toán vector trong không gian. Một, các bạn đi vào phần bài tập ngày hôm nay đó là dạng chứng minh đẳng thức vector. Hoặc nghĩa là trong đáp 4 đáp án bạn kiểm tra xem đẳng thức nó là đúng. Đấy. Thế bạn nhìn câu này làm rất là dễ này. Đầu tiên người ta bảo là tìm điều kiện một trong 4 đáp án. Điều kiện cần và đủ để ABC tạo hình bình hành là gì? Và người ta bảo cho trong không gian cho điểm O và 4 điểm này không thẳng hàng nhá. Nghĩa là ý người ta là O với cả 3 cái điểm ABCD là bất kỳ, không liên quan gì đến nhau cả. Đấy, thế bây giờ mình vẽ hình ra. Nếu mà tạo hình bình hành thì mình vẽ luôn ABCD hình bình hành đúng không ạ? Đúng chưa? O là điểm bất kỳ nhá, chứ không phải là tâm của hình bình hành nhá. Rất nhiều bạn cứ thấy O là lấy dao của hai đường chéo là sai nhé. Bài này O bảo O bất kỳ. Ở đây thầy các bạn nhìn thấy ví dụ này. Ví dụ nhé, thầy lấy O là ở đây đi. Đấy, còn đây là dao của hai đường chéo. Ở đây thì gọi là Y nhá các em nhá. Đúng không ạ? Người ta bảo là nếu để là hình bình hành thì đẳng thức nào sau đây đúng. Và vấn đề ở đây em thấy ngay là hầu hết toàn liên quan đến OA cộng OB cộng OC cộng OD đúng không? Thì thực tế các bạn nhìn trên hình. Thứ nhất này, OA này, OD này, OB này, OC. Các bạn có thấy điều này không ạ? Rồi. Thì có cái gì? Đấy. Bài này áp dụng công thức trung tuyến. Nhưng bài này các em đừng có nhóm OA. Ở đây các em phải hiểu là OA chúng ta sẽ nhóm với OB, hoặc OA nhóm với OD, hoặc OA với OC đúng không? Thì bạn thấy ngay trên hình này có Y là trung điểm của AC chưa? Đúng không đã? Thì áp dụng công thức trung tuyến thầy vừa mới dạy lúc đấy là OA cộng OC thì bằng mấy lần OI? Đúng không? Thế còn mỗi cái cặp còn lại là OB đi với O gì? OD đi. Thế tương tự OB cộng OD cũng bằng 2 lần OI chưa các bạn? Có công nhận không? Đây này, trung tuyến này, này. OB cộng OD bằng 2 lần OI. Vậy thì suy ra hai đẳng thức này bằng gì? Bằng nhau. Và dễ dàng chọn ngay đáp án gì đấy? B xong vài. Cả lớp chữa vào đi. Lăng trụ này, tam giác này. Bạn nào mà không biết canh vẽ hình thì nhìn cái bảng này. Xong chưa? Người ta bảo là vector A, A phẩy là A nhỏ. Đây, ông này là A nhỏ này. AB là B nhỏ. AB đây. A à BC à AC. AC là C nhỏ. Còn BC là D nhỏ. Đấy, tóm lại là có bằng mấy các vector sau mà mình cần quan tâm. Đấy, 4 vector. Và người ta hỏi là đẳng thức OC đúng không? Thì các bạn ngó vào đề bài một chút.
Thì tất cả các bài này đều có một ý tưởng, đó là gì ạ? Là tìm một đẳng thức liên hệ giữa bốn cái anh này với nhau. Các bạn có thấy điều này không ạ? Đúng không? Một là vector A bằng AB, à bằng BC cộng à, vector A bằng vector B cộng cộng C. Đấy, đây là A cộng B cộng C cộng D bằng 0, bằng vector 0. Đấy, chứ bờ mình tìm như thế nào? Thì câu này mình phải kiểm tra thôi. Các bạn đầu tiên các bạn nhìn trên hình này. Bài này cho mỗi hình năng trụ thôi, đúng không ạ? Ok, chúng ta làm như sau. Thứ nhất, các bạn nhìn vấn đề. Bài này không cho điều kiện vuông góc cái gì. Ok, rồi. Nào kiểm tra ý A nhá. Vector A liệu có bằng B cộng C hay không? Thì thực ra các em có thể làm theo một cái quy tắc nhảy dễ này. Các bạn có nhìn thấy là cả ba đáp án A, B, D đều có vector A đúng không các bạn? Được chưa? Mình có thể hiểu cái đáp án này là đáp án A là vector A bằng B cộng C nhá. Còn đáp án B các bạn có thể quy về tương tự như vector A, đó là vector A. Đáp án B các bạn có thể tương quy về cái kiểu để đáp án giống như cái đáp án A. Đó là vector A sẽ bằng vector B này à, trừ trừ vector B, trừ vector C, trừ vector D. Có đúng không các em? Đấy. Còn tương tự cái đáp án D thầy cũng quy về giống như đáp án A. Đó là vector A bằng trừ đi vector B, trừ đi vector C, cộng với vector D chưa? Các lớp hiểu ý thế đúng không ạ? Và bài toán ở đây nó đưa về cái bài toán đó là gì ạ? Phân tích vector A xem nó bằng cái gì. Đấy, còn anh này nó khác biệt so ba thằng còn lại. Nếu mà ba cái thằng kia mình không làm được thì chắc chắn C đúng không? Đấy. Thế mà mình sẽ đi phân tích vector A trước nhá. Thì trên hình vector A là vector nào đây các bạn? Ừ, đúng không? Bơ phân tích như thế nào? À. Thì các bạn nhìn. Đầu tiên, vector A phẩy của chúng ta để phân tích ra ba vector nằm dưới đáy thì bài này nó chẳng liên quan lắm nhỉ? Đúng không? Các bạn biết tại sao không? Bởi vì là cái thằng này nó có nằm cùng mặt phẳng với ba thằng này không? Nhìn bằng mắt bạn thấy là rất là khó đưa về ba anh này đúng không ạ? Ví dụ là có một cạnh nào đấy nằm chéo chéo này thì còn đưa được đúng không ạ? Chứ còn một anh là một mình thẳng đứng mà ba ông này đều nằm dưới đáy mà bảo phân tích ông này theo ba cái ông ở dưới này. Các bạn nhìn đã thấy là không thể rồi. Đúng không? Vậy trong đầu mình nhẩm nếu bài làm trắc nghiệm có khi là loại luôn ABD luôn. Mình sẽ nghi cái đáp án C. Đáp án C tại sao? Bởi vì ba vector này đều nằm trong một tam gì? Tam giác. Mà tam giác chính là quy tắc ba điểm đấy các em ạ. Bây mình kiểm tra nhá. Các bạn nhìn này. Vector B cộng vector D. Nào bơ thay đúng à? B có phải là AB không? B là AB. B là AB mà. Đúng chưa? Cộng với cả vector D là B gì? Các lớp có nhìn thấy điều này không ạ? Trừ C chuyển sang bên này là C chưa? C là bao nhiêu đây? Các bạn nhìn bằng mắt công thức này luôn đúng không? Nhìn bằng mắt công thức này luôn đúng không? Đuôi anh này giống đầu anh kia chưa? Vậy thì bạn đáp án nào đấy? Đáp án C đúng luôn, không phải làm nữa. À, còn bài này mới đi đâm đầu tách vector A chết luôn câu này, không làm được. Hình hộp. Ok, với tâm O. Ok. Cái tâm O, cái từ tâm O ở đây. Ở đây các bạn nhìn nhá. Nào các em nhìn. Bây giờ tâm đáy thì ai cũng tìm được đúng không? Nhưng mà tâm của cả cái hình hộp này thì nhiều bạn lại không biết là thế nào là tâm của hình hộp. Thì nghe này, tâm của hình hộp dễ nhất các bạn làm như sau. Các bạn có nhìn thấy cái hình chéo này không ạ? Có nhìn thấy cái hình chữ nhật chéo này không? Ở đây chúng ta gọi đặt một cái tên cho dễ gọi là mặt phẳng chéo nhá. Thì hình hộp nào cũng có hai mặt phẳng chéo là A phẩy C phẩy AC hoặc là B phẩy D phẩy D gì? DB. Thì bạn chỉ lấy dao của hai đường chéo này. Chúng ta sẽ thu được tâm gì? Tâm O. Có hiểu ý thế nó không ạ? Đấy. Bơ chúng ta nhìn vào đề bài thì người ta hỏi là đẳng thức nào sau đây là sai nhá. Đấy, câu này là những cái câu sai rất là mệt để kiểm tra, cực kỳ mệt luôn. Một câu này coi như người ta, các bạn kiểm tra, người ta kiểm tra ba các bạn ba bài khác nhau luôn. Đúng không? Để kiểm tra từng đẳng thức một. Bơ nhìn lướt qua các đẳng thức. Hoàn toàn gần như là khác nhau hoàn toàn đúng không ạ? Bơ mình làm thử luôn nhá.
Các bạn nhìn mình thử đáp án B trước nhá. Nào AB cộng EA phẩy. Hai vectơ trung gấp chưa? Nào nhìn nhanh nhá, cả lớp nhìn nhanh nào. Hai vectơ trung gấp chưa các em? Và có thấy ngay là AB với cả A phẩy là hai cạnh của hình bình hành AB, B phẩy A phẩy không? Có áp dụng quy tắc hình bình hành không? Có. Vậy thì nếu áp dụng quy tắc hình bình hành thì tổng hai vectơ này sẽ bằng vectơ gì? AB phẩy chưa các em? Ghi bên này nhá. Là AB phẩy này. Thế còn hai anh này thì không cần nhìn hình mình cũng đọc luôn kết quả. D anh này giống D anh này chưa? Vậy dùng quy tắc 3 điểm chúng ta có ngay kết quả là gì ạ? AD phẩy. Thì bạn nhìn cho thầy luôn là AB phẩy với AD phẩy hai anh này có bằng nhau được không? Nối một anh như này mà anh như này là thứ nhất phương đã khác nhau, làm sao mà hai vectơ bằng nhau được, đúng không ạ? Hai vectơ bằng nhau phải đảm bảo ba yếu tố. Thứ nhất là cùng phương, cùng chiều và bằng độ gì? Độ lớn. Một anh là phương từ đây sang đây, một anh từ đây sang đây. Vậy thì đáp án B tự tin gạch luôn, sai. Đấy. Tiếp theo. Ví dụ mình nhìn sẽ nhìn tiếp theo vào câu C chẳng hạn nhé. Câu C các bạn nhìn này. Ở đây là B chưa? Ở đây là B chưa? Vậy thì rút gọn là A gì? AC phẩy đúng không ạ? Đấy, mình có thể rút gọn luôn cho nó nhanh. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là AC phẩy này cộng với CD cộng với D phẩy A. Đó, mình ngó trên hình xem liệu có bằng vectơ không được không? AC phẩy đâu? AC phẩy chính là cái đường chéo này nhá. Đấy. Cái gì? À ư nhỉ? Người ta bảo đẳng thức sai đúng không các bạn ạ? Thế thì mình chọn luôn đáp án gì đấy? B. Nhưng mà thôi, hôm nay là mình làm, mình không phải là mục tiêu mình cứ làm xong là xong. Mục tiêu là mình sẽ kiểm tra là mình đang cái cách mà chứng minh đẳng thức vectơ đúng hay sai đúng không ạ? Mình cứ làm tiếp ý C nhá. Nào, mình có AC phẩy này cộng với cả CD. Đấy các bạn nhìn thấy CD chưa? AC phẩy cộng CD. Và cộng với D phẩy A. Đây là như này. Đấy nhá các bạn nhìn này. D phẩy A nằm đằng sau nhá. Thế bây giờ các bạn nhìn cho thầy nhá. AC phẩy đi từ đây đến đây đúng không? Thì các bạn nhìn cái vectơ này ấy, nó có bằng vectơ ở trên không? Hai này có bằng nhau không cả lớp? Có bằng nhau không? Có đúng không ạ? Vậy để thay vào đây nhá. CD sẽ bằng C phẩy D phẩy chưa? Cả lớp hiểu ý thầy nó không ạ? Vào đây thì ngay này, đuôi anh này giống đầu anh kia chưa? Rút gọn chưa? Đuôi anh này là D phẩy đúng không? Đầu anh này là D phẩy chưa? Lại rút gọn chưa? Vậy thì ba vectơ này cộng vào với nhau chúng ta có luôn sẽ bằng vectơ AA. Và điểm đầu với điểm cuối giống nhau thì vectơ này chắc chắn bằng vectơ gì? Vectơ không. Đây này, các bạn nhìn con đường này, tôi đi từ A, tôi đi đến C phẩy, tôi đi đến D phẩy, rồi tôi lại quay về A chưa? Thì có phải tổng của ba này cộng vào thì bằng vectơ AA phẩy à, bằng vectơ AA không? Cứ vectơ đầu với đuôi giống nhau chắc chắn bằng vectơ không, bởi vì nó chẳng đi được đến đâu cả, nó dậm tại chân tại chỗ. Các bạn hiểu cái làm bài này chưa? Vậy thì bài này đáp án C đáp án chính gì? Chính xác rồi. Nhá. Rồi, thôi còn ý A ý D thì về các bạn tự chứng minh nốt xem đúng hay sai. Ok không? Hình hộp này, lại một câu hình hộp nữa. Chúng ta có như sau. Bài này là lại bài là bài kiểm tra đẳng thức đúng không ạ? Bắt buộc phải vẽ hình rồi. Thì các bạn nhìn đến bảng, chúng ta có hình như sau này. Nào các em nhìn nhá. Thứ nhất, người ta bảo kiểm tra đẳng thức D phẩy à DB phẩy. DB phẩy là anh này. Đây này. DB phẩy bằng DA cộng DD phẩy cộng DC. Nào các bạn ngó nhá. DA đâu? DA là anh này chưa? Anh màu xanh này. Cộng với DD phẩy là anh này chưa? Cộng với DC. Các bạn nhìn thấy có công thức quen thuộc lại thầy vừa dạy các bạn không? Có phải công thức quy tắc hình hộp không? Bạn rửa lại lý thuyết ra có đúng quy tắc hình hộp không ạ? Rửa lại lý thuyết đi, có đúng quy tắc hình hộp không? Quy tắc hình hộp học chưa?
3 vector, hai anh ở dưới là hai cạnh của một hình mình, hình tứ giác dưới đáy, và một anh là đường gì? Đường cao trung góc D đúng không? Thế là quy tắc hình hộp là từ cái điểm này sẽ bắn thẳng chéo sang góc còn lại đúng không ạ? Chắc chắn công thức này, công thức chính gì? Chính xác. Vậy thì đáp án A đáp án đúng. Còn các bạn thích chứng minh thì sẽ chứng minh cho bạn là công thức này luôn đúng nhé. Đây thầy chứng minh cho các bạn xem này. Các bạn nhìn nhá. Đầu tiên thầy xét hai anh dưới đáy, đó là DA cộng với DC trước. DA cộng DC thì bạn nhìn cho thầy là DA với DC nằm trong hình bình hành DABC chưa? Và theo quy tắc hình bình hành nó sẽ bằng D gì? DB đúng không ạ? Và khi tổng hai này bằng DB ấy, thì bài toán sẽ là còn là vector DB cộng với cả DD phẩy đúng không các em? Nhìn DB đây này với cả DD phẩy lại nằm trong một hình bình hành mới chưa? Đúng không các bạn? Vậy nó sẽ bằng luôn cái anh gì? DB phẩy chưa? Điều phải chứng minh cho cả lớp. Đấy, bài này đúng nhá. Tiếp theo, bài này thực ra là người ta chỉ kiểm tra quy tắc hình hộp thôi. Các bạn anh nhìn quy tắc hình hộp xảy ra này. Lần này đi với đỉnh gì ấy? Đỉnh A này. AB chưa? Đấy. À bài này khác một chút nhá, bài này khác một chút đấy. Đây là AB. Thầy vẽ hình mới nhá, không mà nhìn nó hơi loạn một chút. Đây vẽ một cái hình hộp mới đi. Đây không có bút nhiều màu. Hưng anh lục cho anh trong cái hộp mà mày có màu khác, anh lấy cho dễ làm cho dễ. Đây này. Phần em cắt ở dưới ngó cho anh có cái phần vàng hay phần đỏ không? Nào nhìn nhanh nhá. AB cộng AB cộng AD. Các bạn nhìn trong đúng đáp án này nhè không? Đúng chưa ta? Rồi ok, nào nhìn nhanh này. AB này. Cộng AD này. Cộng AC. Thì thứ nhất nếu ta lấy AB cộng AD nó đã bằng A gì? AC chưa? Và AC cộng thêm AC thì tóm lại bằng mấy lần AC đây? Các bạn thấy ngay là hai lần AC có bao giờ được bằng A, có bao giờ bằng được AC phẩy không? Vậy đáp án B đáp án gì đấy? Sai. Các lớp hiểu ý thầy nói chưa? Đấy, tương tự hai câu này chứng minh tương tự nhá. Vậy thì bài này hỏi đúng thức đúng thì chúng ta chọn đáp án gì đấy? Đáp án A. Các em hiểu cái làm bài này chưa? Lần này là cho hình chóp có đáy lên bình hành. Thế vừa mình vẽ đáy lên bình hành trước nhỉ. Thế vẽ ở đây cho bạn dễ nhìn đi. Hình chóp thì các bạn nên vẽ đáy nó đỉnh S nó nằm ở đây nhá, cho nó dễ vẽ nhá. Đấy, theo kinh nghiệm của thầy các bạn nếu mà vẽ hình chóp thì cứ vẽ đáy đỉnh S nó nằm khoảng ở đây này, dễ vẽ nhất, hình nó đẹp, đỡ bị xấu. Rồi. Người ta bảo là G là điểm thỏa mãn GS cộng GA cộng GB cộng GC cộng GD bằng 0 trong cái đỉnh sau thẳng khẳng định nó xây là đúng. Ok. Vậy trong hình này có một điểm G nào đó mình không biết ở đâu cả, chỉ cần biết là thỏa mãn đẳng thức này. Được chưa? Thế mời các bạn nhìn xem là điều gì xảy ra. Thì các bạn nghe này. Nhìn các bạn thầy. Khi mà GS cộng GA cộng GB cộng GC cộng GD ấy, bằng vector 0 thì chúng ta có cái gì? Thì các em nghe nhá. Các em có thấy là thứ nhất nhìn vào bốn đáp án anh này thì mình chưa biết được là điều gì xảy ra. Nhưng mà chắc chắn là BCD đều liên quan đến anh OG đúng không các bạn? Cả lớp có công nhận với thầy điều này không? Đều liên quan đến OG chưa? Nghĩa là mấu chốt manh mối của bài này là phải nhìn với cả điểm gì đấy? Điểm O, đúng không ạ? Thế bờ đơn giản là như này. Muốn có gì? Cái này mình phải suy luận như thế nhá. GS thì vẫn giữ nguyên chưa? Muốn có đúng không? Thả bốn anh này điểm gì? Điểm O vào đây. Đúng không? Thả điểm nhá, nhìn này. GS tự nhiên này. Thả O đây là G gì? Cộng A gì? À cộng O gì? Ok không các bạn? Tiếp theo lại G gì? Đúng không? Cộng O gì? OB. Tiếp theo là GO cộng O gì? OC. Và cuối cùng là G gì? Cộng O gì? OD. Đúng không ạ? Và bạn nhớ luôn cho thầy, ngày hôm nay thì dạy thì các bạn nhớ luôn nhá. Nếu trong hình bình hành mà có O là tâm thì chắc chắn tổng
của OA cộng OB cộng OC cộng OD chắc chắn sẽ bằng vectơ 0. Lý do thì các bạn nhìn. Nhìn nhá. Trên hình này thầy sẽ lấy M là trung điểm của AB này. N là trung điểm của CD, thầy chứng minh một lần nữa, còn đâu từ bây giờ chúng ta nhớ luôn công thức này. Nhìn nhá. Các bạn nhìn cho thầy, nếu thầy lấy OA cộng OB ấy, thì theo quy tắc trung tuyến thì có phải OA cộng OB bằng mấy lần OM đây? Hai lần OM không? Các bạn công nhận điều này không đã? Tương tự OD cộng OC thì bằng mấy lần ON? Hai lần ON. Và bạn ngó thầy xem hai vector này chắc chắn là bằng gì đây? Về mặt độ dài bằng nhau chưa? Và cùng phương chưa? Nhưng mà ngược gì? Ngược chiều. Đúng không cả lớp? Thì chắc chắn bằng vector gì? Vector 0. Vậy sau khi hôm nay thì chứng minh xong, nhớ nhá, đi thi trắc nghiệm được luôn là cứ O là tâm của hình bình hành thì OA cộng OB cộng OC bằng vector 0. Thì bạn thấy ngay bài này mình có đây, bốn cái anh này cộng với nhau sẽ bằng vector gì? Bằng vector 0 đã. Vậy thì đẳng thức này chỉ còn lại gì ạ? GS này. Đúng không? Và mấy lần đó GO đây? Mấy lần đây các bạn? 4 lần GO chưa? Thì nghĩa là nhẩm luôn là GS cộng 4 lần GO bằng vector 0 đúng không? Thì GS bằng trừ mấy lần GO? Ok chưa các bạn? Đáp án nào đúng đây? Đáp án nào đúng? Trừ 4 chứ. Kiểm tra cho thầy trong đáp án là trừ 4 hay 4? À ừ đúng rồi. Thế thì ở đây nhá, thế ở đây mình đang làm đúng nhá. Nhưng mà bơ quy về xem đáp án B thì làm như nào thì nhớ thầy cái này tính chất lớp 10 học rồi này. Trong một vector nếu em đảo vị gì? Đảo vị trí thì đằng trước phải có dấu gì? Dấu trừ. Thế thì để giống cái đáp án thì thầy đảo vị trí là OG chưa? Thì thêm dấu trừ ở đây thành cộng chưa các bạn? Vậy bài đang gì đấy? B. Đấy các bạn chữa bài này vở rồi. Nào. Các bạn nhìn thấy câu 9 này chúng ta có như sau. MN lần lượt là trung điểm của AD và BC. AD BC nối vào. Nào mọi ý A đúng hay sai các bạn nhìn nhá. Người ta bảo là AB cộng CD thì bằng CB cộng AD. Thì câu này chúng ta hiểu là chúng ta làm như này. Rất là dễ này các bạn nhìn nhá. Đầu tiên thầy sẽ chuyển về B đi về B, D đi về D. Xong chưa? Thì ở đây thầy sẽ có như sau đây, cứ viết bên này đi. Đáp án A nhá. Là AB trừ CB. Bên kia tương ứng là AD trừ CD nha các bạn. Tại sao thì nghĩ cái cách này? Bởi vì đơn giản là B thì đưa về cùng với nhau và D thì đưa về cùng với nhau chưa? Dấu trừ thì thầy đảo vị gì? Đảo vị trí đúng không? Thì là AB cộng với BC cho các bạn. Có đúng không? Tương tự bên này là AD cộng với D gì? DC chưa? Có đúng không các em? Đưa anh này giống đầu anh kia chưa? Bỏ đi vậy còn A gì? AC. Rõ ràng chắc chắn bằng nhau. Vậy đáp án chắc chắn là đúng tuyệt đối rồi. A đúng nhá. Ok chưa cả lớp? Đến câu B này. Đến câu B. Hai lần MN sẽ bằng AB cộng DC, đúng hay sai? Thì bài này thực ra các em nhìn ngay vào B với cả D, nhìn ngay vào B với D hoặc là C. Thì ba cái anh này đều là phân tích MN đúng không các bạn? Đúng không? Đều là đi phân tích MN thôi. Vậy thì ở đây mấu chốt là mình xem là MN tách bằng cái gì. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ đi nghiên cứu anh MN nhá. Sẽ là một trong ba đáp án này nó sai. Bây giờ các bạn nhìn. Hướng thứ nhất này, thầy sẽ kiểm tra đáp án B. Nghĩa là MN liệu có tách được AB với DC không thì các bạn nhìn nhá. MN sẽ làm như sau. Nối cho thầy thêm vào đi. Đấy, thầy nối BM với cả CM vào. Đây là cách thứ nhất nhá. Có bạn sẽ nối cả AN với cả ND cũng tương tự không khác gì cả. Đấy. Tại sao thầy lại đưa vào một tam giác? Bởi vì khi thầy vẽ nối BM và nối CM vào thì MN trở thành đường trung tuyến và áp dụng ngay
được tính chất đường trung tuyến đúng không ạ? Định lý đường trung tuyến. Công thức là gì đấy ạ? MB cộng MC sẽ bằng mấy lần MN đấy các em? 2 lần. Vậy thì thêm hệ số 2 ở đây chưa? Sẽ bằng MB cộng với M gì? Đúng chưa cả lớp? Đấy. Tiếp theo, ngó một chút này. Ở đây chúng ta có tiếp theo này. Bây giờ các bạn nhìn ở đây có AD đúng không? Ở đây là DC chưa? Thì nhìn nhá. Vậy thì muốn làm suy diện AB ở đây, các bạn có thể nhìn trên hình, chúng ta đẩy vào tam giác MA gì? MAB. Hoặc là hiểu một cách đơn giản là bạn thả điểm gì? Thả điểm A vào đây. Thả A vào mình sẽ có là MA đúng không ạ? Cộng với A gì đây? AB chưa? Tương tự ở đây nếu em có muốn có CD hay là DC hay là CD như nhau nhá, nó chỉ đảo chiều thôi. Thì ở đây chúng ta thả điểm gì? Điểm D vào. Ở đây sẽ là MD cộng với D gì? DC. Có đúng không cả lớp? Các bạn nhìn này. MA cộng với MD. Thì bài này là hai vector này là hai vector đối nhau đúng không các em? Cùng phương chưa? Cùng chiều chưa? Vậy thì bằng vector mấy? Vector 0. Thế thì bằng AB cộng với DC đúng hơn gì nhỉ? Sao mình đều hỏi bài điểm bài sai mà các bạn bảo đáp B hả? Ừ. Vậy câu này đúng chưa các bạn? Ok chưa? Tiếp theo, anh này. Anh này thì chúng ta có như này. Vẫn là 2 lần MN nhá. Vẫn là 2 lần MN nhá. Nhưng mà ở đây ý người ta bảo là tách như này. Bằng AB cộng AC trừ AD chưa các bạn? Thế ở đây thực ra là bạn rút gọn anh này đi đi. AC trừ AD vẫn là bằng D gì? Vẫn là giống câu B không cả lớp? Vậy hai ý này là như gì? Theo phương án loại trừ tự tin tôi chọn đáp án gì đấy? Đáp án D. Rõ ràng anh trên đúng thì anh dưới phải gì? Phải sai lè lè rồi. Đúng không? Ở đây dấu trừ mà. Các bạn có lớp hiểu bài này chưa? Đầu tiên thì vẽ anh hộp này. Nào các bạn nhìn nhá. AB với cả BC là hai cái người ta đang mong muốn chúng ta tách. Thực ra là sang dạng 2 chúng ta sẽ có một cả một cái dạng bài toán là yêu cầu đi phân tích vector AB này và BC. Đấy. Và trên hình người ta bảo là xác định cái điểm M này sao cho vector OM bằng như này. Thì bạn hiểu là nếu OM thỏa mãn đẳng thức này thì chúng ta sẽ có biểu thức chính xác như sau này. Em nhìn nhá. Vector A là bằng AB chưa? Thì theo đây là AB chưa? Đúng không cả lớp? Vector B là B gì? BC. Có đúng như này không ạ? Và việc của chúng ta nghiên cứu xem đẳng thức này từ đây rút ra được xem là tìm điểm M như thế nào trên hình để chọn vào bốn đáp án. Đấy. Đề bài sẽ các bạn tư duy như vậy. Bờ rút gọn biểu thức này đi xem ta có cái gì. Thứ nhất, AB trừ BC. Thì các em hiểu là như này. Vector AB trừ BC. Từ từ nhá, trước khi nói tiếp các bạn kiểm tra đề bài đúng chưa? Đã gõ đúng các dấu trước các thứ chưa? Chuẩn ở trong từ tài liệu chưa? Nhìn lại cho thấy cái đề bài này đúng chưa đã? Ok rồi. Nào, AB trừ BC các bạn sẽ làm nhau đấy ạ. Thì ok, sẽ có hướng là đổ dấu đúng không? Trừ BC thì nghĩa là cộng cả C gì? Một phần hai giữ nguyên. Thế AB cộng CB nó ra cái gì? Ra cái gì? Thông minh nhá. Mình làm như này các bạn ạ. Nghe thông minh mình sẽ làm như này. AB mới cả thằng CB là hai cái anh đang đều đâm đầu vào điểm B đúng không? Một anh từ A đâm về B, một anh từ C đâm về B chưa? Theo nguyên tắc không có công thức nào rút gọn. Nhưng bà nào bạn thông minh bạn đi đẩy AB thay bằng một vector vector DC là xong bài. Có nhìn thấy vector AB bằng vector DC không? Có đúng không? Mình được thay thế thoải mái. Vậy đây sẽ là 1 phần 2 lần của DC cộng CB cho các em. Có nhìn thấy điều này không ạ? Đuôi anh này giống đầu anh kia chưa? Vậy là 1 phần 2 lần D gì đây? DB chưa các em? DB đâu? A
là đường chéo đây này. Có đúng không cả lớp? Đấy là xong nhá. Bờ O là cái gì? Đấy. À, hình hộp có tâm O. Lúc nãy thầy dạy bạn xác định hình hộp chưa? Lấy mặt phẳng chéo này đúng không các bạn? Lấy hai đường gì? Thì đây là O đúng không các em? Đấy, bây giờ người ta bảo là cái vector OM bằng 1/2 lần DB. Thế bạn nhìn DB của mình là đường chéo nhá, đúng không các em? Thế bơ thầy bảo các bạn nhá. Thứ nhất là nếu mà nhìn cái điểm O nằm trong mặt phẳng chéo này, nó không liên quan đến DB lắm đúng không? Mình sẽ nhìn vào mặt phẳng chéo còn lại, có hai mặt phẳng chéo thôi. Đó là mặt phẳng chéo D', B'. Đấy, bạn nhìn mặt phẳng này vừa chứa O chưa? Và lại chứa cả DB không? Nếu mà O nằm trong mặt phẳng này là ra của hai đường gì? Hai đường chéo màu xanh này này. Cả lớp có nhìn thấy hai đường chéo này không ạ? Và thế ngay là DB chắc chắn là trên cái hình bình hành này mình sẽ lấy được một đường song song với DB nếu thầy lấy trung điểm của anh này là M. À đó, không, M bài này không được rồi. E đi. Là F cũng là trung điểm. Chắc chắn sẽ có đường song song và bằng với cả DB cho các bạn. Nhìn hai đường này song song bằng nhau không? Thế thì OM bằng một nửa DB thì chắc chắn điểm M phải nằm E hoặc là gì? Là F. Cô đúng không đã? Thì khi đấy chắc chắn là vector thứ nhất này. Khi vector này bằng 1/2 vector kia nó phải cùng gì? Cùng phương, nghĩa song song đó. Độ ra bằng một nửa. Và quan trọng nhất là chiều. Thì bạn nhìn D đến B là chiều từ trong à, từ ngoài đi vào bên gì? Bên trong đúng không? Mà xuất phát là O chưa? Nếu mà E thì không được rồi, ngược lại chiều đi từ trong ra ngoài, vậy là phải là gì đấy? Các bạn có công nhận không? Đây này. OM bằng 1/2 lần DB chưa các bạn? Đấy. Vậy M xác định ngay là trung điểm BB phẩy. Đáp án C luôn, xong bài. Các em hiểu bài này chưa? Hướng dẫn các bạn làm dạng 2. Đó là bài toán người ta yêu cầu luôn phân tích vector này thành các vector nào và liệu lập thức này đúng hay sai. Thì đây là dạng bài có thi tự luận, có thi tự luận và có thi trắc nghiệm. Đấy, và là dạng bài quan trọng nhất của bài này. Quan trọng nhất luôn, hay thi nhất. Thực ra là nếu các em làm ở bài, cái bài dạng 1 là cũng có vài câu, cũng có hơi hướng là phân tích này đúng không? Nhưng mà cái câu hỏi là đẳng thức nào đúng hoặc đẳng thức nào sai. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi làm chính là cái dạng bài phân tích. Để sau này các bạn gặp cái bài nào phân tích, bạn sẽ làm như này. Các bạn ghi thấy bước 1 thì các bạn nhìn này. Nếu đề bài người ta bắt phân tích vector A thì bước đầu tiên các bạn viết đẳng thức vector A theo một đẳng thức bất kỳ. Nghĩa là đầu tiên không bao giờ em viết được xuất hiện BCD ngay lập tức. Đấy là bài dễ có thể có luôn. Có những bài khó nhá là không bao giờ có ngay. Thì đừng có nghĩ nhiều, trên hình các em có như thế nào em cứ viết bất kỳ cho thầy. Sau đó, sau khi có một cái căn cứ là từ cái anh bất kỳ này, từ một cái đẳng thức vector bất kỳ, bắt đầu chúng ta mới biến đổi theo ra thành các vector chúng ta mong muốn. Đấy. Thì có thể người ta yêu cầu là phân tích A thành 2 vector hoặc là A thành 3 vector, thậm chí là 4 vector, đúng không? Tùy từng đề bài. Nhưng mà phải có cái bất kỳ, và từ bất kỳ đấy tôi mới truy ra những cái chúng ta cần. Đấy. Có mỗi hai cái làm như này, có mỗi hai bước như này thôi. Rất nhiều bạn bước đầu cứ ngồi nghĩ ở vector A bằng cái gì, ngồi cắn bút. Thầy dạy các bạn rất nhiều rồi là cứ viết bừa ra, không phải nghĩ nhiều. Trên hình có gì liên quan đến vector A, viết ra rồi chúng ta đi tìm nó. Đấy. Rồi nhá. Các bạn ghi thầy xong hai phương pháp. À, xong cái phương pháp là có bao gồm hai bước cơ bản như này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ. Nào. Cho tứ diện này. Bài này người ta G không phải là trọng tâm của cả tứ diện nhé, mà G chỉ là trọng tâm tam giác đáy thôi. Thì các bạn nếu mà bài toán hình không gian, các bạn vẽ bất kỳ thôi. Từ từ em, từ từ. Tí nữa bao giờ thầy bảo lên đã vào. Mọi bạn này vào đúng giờ quá. Không, Hưng bảo các em mới xuống nên bao giờ tí bảo lên mới lên sau. Rồi các bạn nhìn nhá, trọng tâm G này. Mình cái chấm bừa ở giữa thôi, mình không cần lấy chính xác quá đâu. Người ta bảo là gì ạ? Vector AB là vector X. Vector AC là vector Y. Vector AD là vector Z. Đấy, bơ phân tích AG. Đúng không? Theo ba anh này. Rồi. Nguyên tắc này.
các bạn nhìn trong mình, AG của mình tách được theo bừa bất kể một công thức nào, bạn viết bừa ra không phải nghĩ nhiều. Thì cái cách dễ nhất là bạn đẩy cái vector mình cần phân tích vào một tam giác. Thì bạn nhìn thấy AG mình chắc chắn đẩy vào ngay tam giác nào đi ạ? Rất nhiều. Nhưng mà dễ nhất là AG gì? ABG. Có nhìn thấy tam giác này không? Đúng không? Trong tam giác này thì AG sẽ bằng AB cộng với B gì? BG. Đúng chưa các lớp? Đấy, vết bừa ra nhá. Sau đấy mình ngắm nghía, mình mới đưa về ba vector mình cần làm. Đấy, thì các bạn nhìn này. Đưa về ba vector AB, AC, AD thì AB là cái mình cần chưa? Dư nguyên không phân tích gì nữa. Có một anh BG chưa phải, mình đi nghiên cứu tiếp anh BG này, phân tích. Mục tiêu là cứ đưa về AB, AC, AD là được. Một trong ba thằng này hoặc cả ba hoặc là hai trong ba thoải mái. Thì bạn nhìn BG tính chất của nó. BG nếu G là trung tâm ấy thì BG luôn bằng 2 phần 3 lần B gì? B. Đúng không? Đấy, điều hiển nhiên các em nắm ở trong đầu. BI lại là đường trung tuyến chưa? BI có phải đường trung tuyến không ạ? BI mà đường trung tuyến thì sẽ bằng BC cộng BD chia mấy? Chia 2. Đấy. Có đúng không cả lớp? 2 phần 3 chia cho 2 là 1 phần mấy? 1 phần 3. BC với cả BD thì làm như nào? Các bạn nhìn ngay BC này. BC nó nằm trong tam giác nào trừ AB và AC đây? Nhìn BC. Hoặc là em thông minh nhá. Cái mình cần có phải là AB, AC, AD đúng không? Nghĩa là phải có điểm gì? Điểm A đi. Thì đây thả A vào đây được không? Thả A đây ra AB, ra BA với AC là cái mình cần chưa? Thả A vào đây là AB, lại là BA cộng với AD là toàn hoàn toàn là tất cả, thả A vào đây ra cái mình cần chưa? Hoặc là bạn có thể nhìn vào trong tam giác này, vector BC nằm trong tam giác BAC không? Thì chắc chắn BC sẽ tách thành BA cộng với cả A gì? AC, hai vector mình cần. Cái thằng BA mình đổi với AB chỉ cần đảo dấu thôi là xong đúng không ạ? Tương tự BD này, bạn gắn trong tam giác BA gì? AD. Tách thành BA cộng AD xong bài chưa? Đấy, còn mà bạn nào dùng cách thả điểm thì thả luôn điểm A vào đây. Chốt lại, ở đây thì sẽ có như sau. BC sẽ bằng BA cộng AC. Tương tự BD sẽ bằng BA cộng AD. Đấy, vậy rút lại chúng ta sẽ có này. Nhầm nhá, BA cộng BA là mấy lên BA đây? 2 đúng không? Muốn có AB thì đảo vị trí phải thêm dấu gì? Dấu trừ. Vậy thì riêng anh AB này sẽ là trừ 2 phần mấy? Trừ 2 phần 3 là AB chưa? Đúng không ạ? Và cộng với 1 phần 3 lần A gì? AC. Cộng với 1 phần 3 lần A gì? AD chưa? Toàn bộ cái này mình sẽ thay vào ban gì? Ban đầu này. Đúng không các em? Thì ở đây có mỗi AC, AD thôi, còn ở đây không có đúng không? Thì AB, AC giữ nguyên tỉ số 1 phần 3. Có đúng không cả lớp? Ban đầu có A gì đây? AB đúng không? Trừ đi 2 phần 3 chưa? Còn 1 phần mấy? Xong chưa cả lớp? Anh là X, anh là Y, anh là Z chưa? Vậy sẽ bằng 1 phần 3 tổng của X cộng Y cộng gì? Cộng Z. Bài lăng trụ nhá. Các bạn nhìn lên bảng đây. Chúng ta có lăng trụ như sau. A phẩy, B phẩy, C phẩy này. Rồi, các cao thủ nhìn lên bảng đây. Người ta bảo CA bằng A nhỏ. Đây sẽ ký hiệu màu xanh. CA nhá. Tiếp theo CB bằng B nhỏ. A phẩy là C nhỏ. Khẳng định nào xây đúng? Và bài toán đều đi phân tích A gì? AM đúng không ạ? M là trung điểm của BB phẩy. Đây vector AM của chúng ta đây. Nào các em nhìn nhá. Bài này làm 10 giây thôi.
Nhìn thấy bảng. Viết bừa đúng không? Thầy dạy bạn kỹ thuật viết bừa rồi đúng không ạ? Rất nhiều cách viết. Nhưng mà thấy ngay bài này mình có sẵn luôn AM nằm trong tam giác ABM chưa? Vậy thì AM chúng ta sẽ có là gì ạ? AB cộng với BM. Cả lớp hiểu ý thầy không? Bờ mình bắt đầu nghiên cứu xem là tách theo những cái mình cần nhé. Các bạn nhìn thấy đầu tiên là anh BM này. Nhìn thấy ngay vector BM luôn bằng một nửa vector A phải không các bạn? Có nhìn thấy ngay BM luôn bằng một nửa A phải không? Thì bằng 1 phần 2 là vector C luôn chưa? Cái mình cần màu xanh mà. Đấy. Vậy còn mỗi AB đúng không? Nhìn ngay AB liên quan đến hai anh này này. Bởi vì đều nằm trong một tam gì? Tam giác. Tách một phát là xong. AB sẽ bằng AC cộng CB cho các bạn. Đúng chưa? AC ngược lại với cả CA. Vậy là trừ A chưa? CB thì đúng chưa? Xong bài rồi các bạn ơi. Đáp án nào đây các em? Đáp án nào? D. Chính xác tuyệt đối. Đáp án D. Các lớp hiểu bài này chưa? Đấy, đơn giản thế thôi. Chúng ta nhìn lên câu 22. Cho từ diện ABCD có trọng tâm G. Nào các bạn nhìn. Nhìn nhá. Khẳng định nào xoay sai. Em nhìn lên bảng nào. AG bằng 2 phần 3 lần AB cộng AC cộng AD. Điều này đúng hay sai? Cái này rõ ràng bạn nhìn ngay nghi vấn ngay đáp án A hoặc đáp án B rồi. Đúng không? Hỏi khẳng định sai. Nhưng mà hai anh này giống hết nhau nhưng mà khác mỗi hệ gì? Hệ số. Chắc chắn một anh đúng sẽ một anh sai. Vậy thì đừng quan tâm đến hai cái anh này ở dưới đấy nhá các bạn nhá. Đừng quan tâm anh ở dưới mà hãy quan tâm hai anh ở trên. Đúng không cả lớp? Nào bơ làm như nào đi ạ? Lúc nào cũng đi vào cái đẳng thức quan trọng nhất của bài, đúng không? Đó là GA. Nhìn này. Luôn có G là trọng tâm thì GA cộng GB cộng GC cộng GD bằng vector 0. Chúng ta ngó xem chúng ta làm được cái gì bài này. Các bạn nhìn này. Tập trung nghe nhá. Nhìn vào hai cái anh này thì thấy ngay phải xuất hiện AG đúng không? Đúng chưa? Nghĩa là tất cả những cái điểm là ở đây toàn có điểm A ở đây đúng không ạ? G, B, C, D đều có A. Thế nhìn có thấy nhìn thấy G, B, C, D có A ở đây không? Vậy muốn làm có điểm A thì thầy thả điểm gì? Thả điểm A vào. Các lớp hiểu ý thầy nó không ạ? Thả điểm A có A, B, A, C, A, D chưa? Và còn A, G thì giúp gọn với anh này đúng không ạ? Vậy thì ở đây thầy thả điểm A vào đây này. Thì ở đây đẳng thức này trở thành là G, A cộng G, A cộng AB cộng GA cộng AC cộng GA cộng GD bằng vector 0. Đấy lại trơn cương. Ok chưa? Bài này thì mình làm luôn thả điểm là nhanh nhất nhá. Rồi thế thì ơi thế ngay là 1 GA, 2 GA, 3 GA, 4 GA. Vậy bạn nhầm luôn, 4 lần GA chưa? Đúng không? Sẽ bằng trừ của AB cộng AC cộng AD. Thầy cứ để nguyên đi bởi vì đề bài nó là AB cộng AC cộng AD mà các bạn. Đúng chưa? Thế đây là GA thì đảo vị trí lại thành trừ 4 lần A gì? AG chưa? Chia sang về bên này có phải là âm 1 chưa cho âm 4 là 1 phần 4 không các bạn? Đúng không các em? Vậy thì GA sẽ bằng bằng AG bằng 1 phần 4 lần AB cộng AC cộng AD. Nếu anh này đúng thì anh trên phải gì? Đáp án A, xong bài. Ok chưa các bạn? Nào lớp nhìn câu 24 nhá. Cho từ diện ABCD này. Nào nhuộm vàng cái gì nữa em? Không mà nhuộm hồng để bố mẹ cạo đầu à? Nào các bạn nhìn câu 24. Cho từ diện M với P lần lượt là trung điểm của AB, P là trung điểm của CD.
Rồi, phân tích MP. Chờ các vector sau. Thứ nhất vector AB. Vector AB nhá. Vector AC và vector AD. Câu hỏi khác nhá, tập trung nghe nào. Đấy, ba cái vector này. Nào, phương pháp dạy rồi, chúng ta viết bừa ra, cả lớp nhìn đấy vào. MP viết bừa như nào đây ạ? Nhưng mà khi kỹ thuật thầy dạy rồi, đẩy nó vào tam giác MCMD. Đúng không? MP sẽ bằng 1/2 lần của MC cộng MD. Bây giờ xử lý tiếp như sau thì bạn nhìn này. MC có phải chúng ta sẽ đưa về anh nào đây? Thì tập trung nghe nhá. Đến đây phải nghĩ chứ không đặt linh tinh nhá. Các bạn nhìn này, chúng ta sẽ có hai phương án. Nếu em gắn MC vào tam giác MBC, đúng không ạ? Thì bạn đưa về MB, MB chắc chắn đưa về được AB này. Nhưng còn BC thì lại chưa đưa được, đúng không? Nhưng nếu các em khéo, các em đưa MC vào tam giác MAC là bài toán trở nên cực kỳ tuyệt vời luôn. Tại sao? Bởi vì nếu MC tách thành MA cộng AC, AC là cái mình cần chưa? MA đưa về AB được không? Có, đúng không? Đưa về đúng hai cái mình cần được các em. Xong bài. Vậy thì ở đây, thầy tách MC theo như sau. MC sẽ bằng MA cộng AC. MA thì bằng luôn trừ AB trên mấy đấy các bạn? Trên 2. Đúng hai cái mình cần chưa cả lớp? Đúng vector gì đây? Này và vector AC mình cần chưa? Xong luôn chưa? Giữ nguyên như này nhá. Tiếp theo nhìn vào MD. MD cũng có hai hướng tách đúng không? Một là tam giác MBD hoặc tam giác MA gì? MAD. Đương nhiên tôi sẽ chọn MAD. Bởi vì MA đưa về AB được, còn AD là cái mình cần luôn rồi. Vậy tắt luôn. Đấy, thế là bài đã kết thúc rồi. Cộng AD lại bằng trừ AB trên 2, đúng không ạ? Cộng AD. Vậy thì thầy thay vào cái biểu thức ban đầu chúng ta sẽ có là gì? MP sẽ bằng nhá, các bạn nhìn nhá. 1/2 ở ngoài này. Đúng chưa? MC thì bằng cái này chưa? MP, MD bằng cái này chưa? Đó là trừ AB trên 2 cộng AC trừ AB trên 2 cộng AD. Vậy thì chốt lại chúng ta sẽ có là gì? 1/2 lần của trừ AB cộng AC cộng AD cho các bạn. Tương ứng là BCD. Ok chưa các em? BCD. Đáp án nào đây? Đáp án BCD đúng rồi. Đáp án đây. Các lớp hiểu câu này chưa? À, được về ăn cơm đi ngủ xem phim. Thì các bạn nghe này. Mà nên nhớ là những dạng gì thầy dạy, nghĩa là có thi mới dạy nhá, không thi thì nó không dạy rồi. Đáp trước các bạn như thế. Thì thầy dạng này. Xác định 3 vector đồng phẳng, chúng ta sẽ có hai cách xác định. Các bạn ghi thầy cách 1. Kiểu 1 ấy. Thì nghe này. 3 vector ABC được gọi là đồng phẳng với nhau khi và chỉ khi 3 vector này bạn nhìn thấy nó đều thuộc cùng một mặt phẳng, hoặc là cả 3 vector này có phương song song với một mặt phẳng thì đều được gọi là đồng gì? Đồng phẳng. Ok chưa? Các em nghe này. Ở đây thì ghi như này thì nó không đúng tuyệt đối cho lắm. Bởi vì vẫn có trường hợp là ví dụ như vector A thuộc mặt phẳng P, còn đâu B với C thì song gì? Song song. Khi đấy vẫn tính là đồng gì? Đồng phẳng. Nghĩa chỉ rơi vào một trong hai trường hợp này thôi, thuộc hoặc song song. Cứ ba ông mà thỏa mãn cái hai yếu tố này chắc chắn đồng phẳng với nhau. Các lớp hiểu ý thế nào không ạ? Và cách thứ nhất, nghĩa là dạng bài tập kiểu 1 ấy, là chúng ta thường chúng ta sẽ dùng chứng minh song song thôi. Thế còn cách thứ hai, chúng ta có thể chứng minh nó đồng phẳng bằng cách như sau. Nếu ba vector đồng phẳng với nhau thì chắc chắn vector C sẽ phân tích được bằng M lần vector A
cộng với n lần vector b. Thứ nhất, a với b là hai vector không cùng gì, khác phương với nhau. Và cái cặp mn là duy gì? Duy nhất. Đấy, duy nhất. Duy nhất. Nghĩa là bài này chúng ta muốn phân tích vector này theo hai vector còn lại ấy, thì chúng ta dùng dạng mấy? Dạng 2. Dạng 2 thì vừa rồi các bạn phân tích một vector theo hai vector cần chúng ta đã biết chưa? Thì đây là cái cách mà chúng ta cũng có thể chứng minh được ba cái vector này đồng phẳng với nhau. Vậy là một bài toán các em sẽ có hai cái làm. Đó, hai cái làm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến kiểu 1 nhá, rồi kiểu 2 chúng ta sẽ xong. Sắp được về rồi, sắp được về vòng tay thân yêu của mẹ rồi. Nào cả lớp nhìn câu đầu tiên 26 kiểu 1 này. Kiểu 1 nhá, là dạng chúng ta sẽ dùng tính chất song song để làm. Cho hình hộp này. Đấy, y và k lần lượt là tâm của hình bình 2, hình bình hành, mệnh đề xoay là sai. Thì các bạn tập trung nhìn lên bảng. Thầy sẽ có như sau. Hình hộp nhá. Rồi. A phẩy, B phẩy, B, A, C, D. Ok. Nào tập trung nghe, tập trung nghe. Thứ nhất, y là tâm của hình bình hành này. Thì bạn nhìn hình bình AB, B phẩy, A phẩy là mình hình bình hành mặt bên đúng không ạ? Và nhớ là theo quy tắc hình hộp thầy nói với các em rồi, tất cả các mặt đều là hình gì? Hình bình hành. Thì tâm thì cứ lấy ra của hai hình gì đây? Hình chéo. Đây sẽ là y. Tiếp theo, BC, C phẩy, B phẩy là mặt đứng ở ngoài cùng nhá. Thì chúng ta đã nghe, chúng ta sẽ lấy quả giao của hai đường gì? Đường chéo. Nhưng mà để làm hình nó gọn hơn, không phải vẽ quá nhiều nét, thì ngay tâm chính là chỉ cần lấy trung điểm một đường gì? Đường chéo thôi đúng không? Cũng là tâm rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy đây là trung điểm, là K đúng không? IK. Ok. Y thứ nhất này, vector IK bằng 1 phần 2 là vector AC và 1 phần 2 là vector A'C7 chưa? Các lớp nhìn nhanh như thầy. Dễ dàng chứng minh được điều này đúng. Nhìn cho thầy vào tam giác BA'C'. Có thấy Y là trung điểm không? Đường trung bình chưa các bạn? Thì cái đường này vừa song song và độ dài bằng một nửa chưa? IK với cả A'C7 cùng chiều với nhau chưa? Vậy vector IK luôn bằng 1 phần 2 là vector A'C7 đúng không em? Vậy nửa này đúng nhá. Mà tính chất hình hình vẽ, vector A'C' luôn bằng vector A gì? Hai này luôn bằng nhau chưa các bạn? Luôn bằng nhau chưa? Thầy vẽ hơi lệch một chút nhưng mà chắc các bạn biết là bằng nhau đúng không ạ? Vậy thì đáp án A, đáp án chính đi. Chính xác tuyệt đối 100% công lực rồi. Cả lớp hiểu chưa? Có hiểu ra này không này? Nào, bạn nào không hiểu hỏi lại đi, để trước khi sang ý B nào. Nó lại nhá, nhìn đây này. Y là trung điểm của A phải B chưa? K là trung điểm của B, C phẩy. Vậy thì YK là đường trung bình trong tam giác B, A phẩy, C phẩy chưa? Nghĩa là hai đường màu xanh này luôn song song và bằng nhau thế. À, bằng một nửa đúng không ạ? Thì vector YK cũng bằng một nửa vector A phẩy, C phẩy chưa? Mà vector A phẩy, C phẩy luôn bằng vector AC đúng không? Hai cái đường này vector luôn bằng nhau gì nữa? Song song bằng nhau, chiều giống nhau rồi. Vậy A là đáp án chính, hoàn toàn chính xác đúng không? Bây giờ khái niệm đồng phẳng này, 4 điểm IKCA đồng phẳng chứng minh cực kỳ dễ luôn. Các bạn nhìn thấy như sau, bài này là 4 điểm nhá, chứ không phải là vector nhá. Thế em hiểu như này, vector IK xong chưa? Song song với cả A'C' đúng không? Bạn học chứng minh song song rồi đúng không? Khi mà IK song song với A'C' chắc chắn song song với mặt phẳng A'C'CA chưa? Đúng không? Và theo cái kỹ thuật đồng phẳng đấy, lý thuyết đồng phẳng đấy thầy vừa nhắc là chỉ thì chắc chắn là IKCA cũng được gọi là đồng gì? Đồng phẳng. Bởi vì sao? Bởi vì IA mà IK mà song song với cả anh thì AC thì kiểu gì nó cũng có mặt phẳng trừ 2 này. Đúng không? Hai đường thẳng song song lúc nào có một mặt phẳng đi qua hai mặt hai đường thẳng ấy chưa? Đấy. Vậy câu này là câu chính xác nhá. Ý C và ý D này. Thì các bạn nhìn ý C tại sao đúng này? BD cộng 2 lần IK bằng 2 lần BC. Thầy sẽ viết ở kia, các bạn sẽ nhìn nhá. BD
cộng với 2 lần IK bằng BC. Thì tập trung nghe vào cái dấu hiệu này, BD với BC đều nằm trong mặt đáy không? Có nhìn kỹ thầy, BD với BC đều nằm trong mặt đáy ABCD không? Mà IK nằm lửng lơ ở trên nhá, rất là khó chứng minh. Vậy thì tôi hãy quy cái đường IK này về một đường nào đó nằm trong mặt đáy đúng không? Đây này, IK bằng 1 phần 2 lần AC cho các bạn. Vậy thì 2 lần IK chính là bằng vector A gì? AC chưa? Đấy, mình thông minh phải làm như vậy. Vậy thì đưa về vậy thì đưa anh IK 2 lần IK này về vector A gì đấy? AC. Và em chỉ cần chứng minh bằng 2 lần AC, BC là xong nhá. Đây thầy chứng minh các bạn một cách đơn giản nhất này. Các bạn nhìn này, tập trung nghe này. BD với cả AC bạn thấy ngay cắt nhau tại O chưa? Đúng không? Thì để ý này, BD bằng mấy lần BO? Có công nhận với thầy điều này không? BD bằng 2 lần BO chưa ạ? Nào nhìn trên hình nào. O là trung điểm mà. BD bằng 2 lần BO điều hiển nhiên đúng không ạ? Tiếp theo, AC thì bằng mấy lần OC? 2 lần OC. Các em có công nhận với thầy điều này không đã? Hệ xoay vứt ra ngoài chưa? Đuôi anh này giống đầu anh kia chưa? Vậy dễ dàng chứng minh bằng 2 lần B gì? BC. Hai dòng đúng không cả lớp? Vậy câu này đúng hay sai đây? Đúng hay sai? Đúng rồi. Thế thì phương án sai là đáp án nào đấy? D. Vậy thì chứng minh tại sao nó sai nhé. Cả lớp trật tự nghe này. Mọi người ngồi lui xuống đi, tôi cho các em nhìn. Nhìn lên câu này. Câu này người ta bảo là 3 vector BD, IK, B'C' không đồng phẳng. Sai. Thì nghĩa là đáp cái khẳng định đúng là gì? Đúng không? Không đồng phẳng là sai thì không thì đồng phẳng là đúng đúng không em? Bây giờ thầy sẽ chứng minh cho bạn là 3 vector đồng phẳng nhá. Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn ngay. BD nằm trong mặt đáy dưới chưa? Mình thầy chọn lớp mặt phẳng đáy dưới nhá. BD nằm trong mặt đáy dưới chưa đã? Một vector nằm trong mặt đáy này. B'C' chắc chắn rằng song song với BC chưa? Khi B'C' song song với BC nghĩa là song song với mặt đáy chưa các bạn? Tương tự IK nó chứng minh song song với AC chưa? Nghĩa là cũng song song với mặt đáy đúng không? Vậy ba vector này một anh nằm trong mặt đáy, hai anh đều song song với mặt đáy đúng không ạ? Vậy thì nó phải đồng gì? Đồng phẳng. Vậy câu D sai chưa? Các lớp hiểu bản chất câu này chưa? Đấy, câu này thì không có gì chưa vào vở nhá, nó là câu trắc nghiệm. Các bạn hiểu cái gì thì phải nói là ok. Các bạn nhìn cho thầy, người ta cho như sau này, 28 này. M là các điểm nằm trên ADBC sao cho, nghe đoạn này nhá. Vector AM bằng 2 lần vector M gì? MD. Thế vừa hiểu như nào? Các bạn tưởng tượng anh này là một phần đi. Thế này là mấy phần? Vậy thì AD mình chia là mấy phần bằng nhau đây ạ? Và các bạn ý là AM với MD là cùng gì? Cùng chiều. Bởi vì hệ số A dương. Vậy thì M sẽ nằm ở gì? Ở giữa chưa? Đúng không cả lớp? Tương tự này, BN bằng mấy lần NC đây? 2 lần. Thì coi NC là 1 phần thì BN là mấy phần? 2 phần. Cũng chia là 3 phần bằng nhau. Và N nằm ở vị trí này luôn. Đấy, BN để chiều này, BN cùng chiều với NC này. Chứng minh nếu bài này bạn đi chứng minh một cách trực tiếp thì hơi khó làm. Nhưng mình có thể tự vẽ ra những cái đường song song. Thì ví dụ cái câu B nhá, lúc nãy câu A thì mình thấy ngay là nó vô lý rồi đúng không ạ? Câu B nó lại một chút này. Bây giờ ví dụ nhá, các bạn sẽ lấy MN làm gốc đi. Bạn tạo ra một mặt phẳng song song được với AB và song song được với AC là ok đúng không? Thưa các bạn, song song với cả CD. Thì các bạn nhìn nhá. Bài này chúng ta là MN này, vì lúc nãy thầy bảo loại đáp án B bởi vì đề bài nó bị gõ sai, cho nên thầy mới bảo đáp án B sai đúng không ạ? Nếu đáp án B sửa chuẩn đây là MN nhé các bạn nhé, thì thầy sẽ chứng minh như sau. Đúng không? Lúc ấy thầy nhìn là AM, thầy bảo là đáp án B sai. Sửa lại đề bài chuẩn này. Thì bạn nhìn này, có nhìn thấy AB không? Qua M nếu mà trong tam giác ABD bạn kẻ được đường song song với AB không các bạn? Có đúng không? Thì qua M thầy sẽ kẻ một đường song song với AB, là cái đường này. Và các bạn có nhìn thấy dễ là chúng ta áp dụng gì ta lấy không? Tỷ lệ MD, DM trên DA bằng 1 phần mấy? 1 phần 3 chưa? Điều này thì gọi là Y đi. Thì có phải DI trên DB là 1 phần 3 không các bạn? Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy điểm Y. Đấy, sao cho? Ở đây tỷ lệ 1 phần 3 nghĩa là gì ạ? BI bằng 2 lần Y gì? ID.
Xong chưa? Rồi, xong bài rồi đấy. Nhìn nốt này. Đường này dễ dàng song song với đường này đúng không? Và hai cái đường này nối với nhau này cũng song song theo ta led nốt. Có nhìn thấy DI đây, DI trên DB bằng 1/3 chưa? CN trên CB 1/3 chưa? Vậy đường này song song đường này chưa? Đường này song song đường này đúng không? Vậy có đúng mặt phẳng song AB song song mặt phẳng màu xanh, CD song bằng mặt phẳng màu xanh mà phẳng màu xanh chứa MN chưa các em? Vậy thì ba vectơ này đồng gì? Đồng phẳng. Đáp án nào đây? B. Lúc nãy thầy bảo đáp án B sai là bởi vì ở đây đề bài nó gõ sai là AM đúng không? AM thì không đúng. Còn nếu sửa lại MN thì ok chưa các bạn? Có được hiểu bài này chưa? Đấy, thì bài này mình phải tự vẽ ra thôi, không có cách nào khác cả.